Ok rồi, trên như thế này giờ đá bóng được rồi cũng bà con chú anh chị ơi. Đá bóng xúc đá là luôn. Này là đá bóng dùm á. Xúc ra luôn. Đá bóng dùm, đá bà ban đêm á. Trời ơi, đá bóng tuyệt đối là cấm ba cái vấn đề đó nha. Bây giờ là trên mổ là cái đó là người ta kiêng cử lắm á nha. Bác sĩ là đúng không? Bác sĩ nói là nếu mãi nữa là cưa dục cái giò luôn á. Đúng chưa? Có thèm cũng đáng mà chịu. Nói 6 tháng. 6 tháng mà nếu mà đi trong vòng 2 năm là quay lên mổ lấy ốc ra. Lực tàn bỏ luôn, chị cũng bỏ luôn, truyền cũng bỏ luôn á. Truyền đi ông khác luôn á. Mất cả chị lẫn trai luôn. Đi theo ông bà luôn. Lúc đó đi theo ông bà thôi. Đi theo ông bà. Ông bà nào mà chứa cái chân của anh ấy, ông bà nào mà chứa cái chân. Bên phía Xuân Truyền thì trước đó thì quý ông bà của chú anh chị cũng có thể thấy rằng là đã rất là gãy cả tay cả chân. Và trong hình như là đến nay là gần 2 tuần vô bệnh viện đây rồi. À chà chà, khỏa thân luôn rồi hay gì đó. Chào chú nha. Bữa nay là... hello anh. chia khỉ. Áo đồ khóc vô. Áo được không? Áo không? Chia cái vú lại. Hello chị Truyền. Hạnh phúc quá, hạnh phúc. Chú đây là cái gì chú? Chú là giúp chú làm cái. Chú cũng bệnh ở đây luôn ha. Đông. Dạ, cháu lại tưởng đâu là đi. Người thân của bên phía anh Truyền, anh chị Truyền với anh Xuân. Cái giường của ổng. Dạ dạ, rồi chú cứ ngồi đi, để cháu đang tác nghiệp đấy. Khoác cái áo vô cho nó chia cái vú lại. Ok chưa? Hạnh phúc rồi ha. Vợ mặc áo cho chồng này kia hạnh phúc quá trời, hạnh phúc. Rồi, đưa đây coi vết thương coi. Ôi chào, mà sao đang sưng lên hay gì mà nó phù cái chân lên vậy? Sưng lên. Này bớt đỡ rồi. Đỡ rồi hả? Mấy bữa trước nó sưng to. Sưng ù lên luôn. Này đỡ rồi. Đỡ rồi ha. Nay nó đỡ hơn. Mà đêm nó hành nhức lắm. Đây quý ông bà của chú anh chị nè. Một mổ một đường dài phải đến 30 phân. Sao mà rung dữ hả? Đang đau hay gì? Đau. Đang nhức á. Mổ này là ca mổ hơi bị lớn luôn đấy chứ không bảo chứ. Vết thương nhìn thấy kinh khủng chưa? Như thế là một con rít bám lên trên đùi của anh. Dã man thật. Ô chà. Giờ nó đang sưng vù lên chứ không bảo chứ gì. Chân này cứ rung, chắc là thần kinh nó đang giật á. Nó đang nối dây thần kinh là đã không đi mạch lên nó. Bắt rít đinh chỗ này ha. Rồi, y chang như xoáy ca luôn, không khác tí nào mà. Xoáy ca trọng nè. Này. Bắt kinh khủng không? Chà, quý ông bà của chú anh chị nhìn cái phim ảnh này. Đây là cái chân ha, quý ông bà của chú anh chị. Chân á. 2, 4, 6, 8, 10 cái vít. 10 cái vít. Gãy ngay khớp tròn. Người ta xếp lại gọn lắm rồi. Đó. Xương của anh thẳng mà, đâu có bị dập đâu. Thì tự nhiên là mình bị nứt ra nứt nứt ra. Vát nứt, nó bị vát tét. Nó vát đây quý bảo chú vậy nè, đúng rồi, nó không có gãy. Là người ta xếp lại là nó rất là gọn luôn, thì của anh như này này ổn nhanh lành thôi, nó không có gãy. Mày á, mày không bể, có cái tay đây ha. Tay cũng bắt vít luôn rồi nè. Đây đây vít tay đây. Tay thì thấy là có một đinh với lại một dấu thôi. Đó. Làm hình chữ T giống thanh kiếm á nhỉ. Cho như vậy là ok rồi đó. Người ta nhìn cái chân thấy gớm mặt hơn cái màu của chú chị nhìn chân này. Cái chân đóng đình gớm. Nhìn ghê ha. Cái chân thì để dưới đây thì nó rất là rõ luôn cho quý ông bà của chú nhìn thấy khá là rõ luôn. Tay bây giờ là băng bó này là cấm, họ cấm cử động đúng không? Dạ. Giỏi cử động đi.
Vô bệnh viện này mà cử động á. Đội xuống đi nữa kìa, đội xuống đi nữa. Đội xuống đi, đi đâu? Đi đi tiểu á, đi vệ sinh hả? Cho đỡ vợ đỡ cực á mà bác sĩ không cho. Đỡ cực để cho chị cực để biết được là tình nghĩa vợ chồng như thế nào. Đúng không? Có cực lắm không chị Truyền? Cũng cực cũng vậy thôi, biết ráng chịu chứ sao giờ. Cực là chuyện nhỏ đúng không? Chồng khỏe là mai mốt về là bao nhiêu cực khổ thì chồng lại gánh lại cho đúng không? Cực giờ cũng phải cố thôi. Đó thì một nhân vật từ cái ngày mà gặp lực tàng là đau đớn rồi quằn quại đến ngày hôm nay là nụ cười nở trên môi khà khà cả hai vợ chồng rồi. Rồi mấy ngày hôm nay bà có vật ra để bà thơm anh nữa không? Có. Coi chừng là đẻ luôn trong đây nha mấy cha nội. Mang ơn chú dữ lắm chứ. Mang ơn dữ lắm. Ơn này là ơn nghĩa của quý ông bà cô chú mạnh thường quân đó ha. Cả chú vợ chồng chú nữa, chở từ nhà về lên bệnh viện mà. Chở từ nhà lên bệnh viện. Là vô đây là bữa nay là bữa thứ năm, bữa nay là thứ sáu. 8 ngày rồi. 8 ngày. Thì ca phẫu thuật vừa rồi đây là bữa ngày hôm nay là ngày thứ bao nhiêu đây? Ngày nay là ngày thứ hai. Ngày thứ sáu. 4 ngày rồi. Ca phẫu thuật thứ hai. Thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, 5 ngày. Đó thì lực tàng cũng bận công việc đi cứu những hoàn cảnh khác cho nên là cũng không xuống để cập nhật cho quý ông bà cô chú anh chị. Với lại nghe thông tin thì anh Xuân là anh cung cấp cho lực tàng nói rằng là tình hình của anh ổn. Với đó lại mổ xong công. Thành công thì thông báo liền cho lực tàng, thì lực tàng cũng nắm bắt được thông tin và ca nào ổn rồi thì lực tàng cũng không muốn cập nhật nhiều. Thì quý ông bà cô chú anh chị khi nào mà lực tàng rảnh lực tàng xuống cập nhật, không cần phải gấp. Thì hiện tại bây giờ là đã xong xuôi hết tay chân rồi đó. Đó. Rồi tình hình là còn đau đớn này kia như trước nữa không anh? Hay là ổn hơn rồi? Ổn thì ổn rất là nhiều, nhưng mà cái vết thương mới mổ thì nó hành không còn thuốc tê, nó hành nhất, nửa đêm nhất. Không còn thuốc tê thì nó nhất ha? Đúng rồi. Thì chắc chắn là phải nhất thôi. Thì trong giai đoạn này thì cỡ nào nó cũng phải nhất. Nó bị động thịt nè, nó sưng nè. Sưng, hôm nay là đỡ rồi đó chứ còn bữa nó sưng tới dưới này luôn. Sưng ù lên luôn á. Sưng tới dưới này luôn. Mai nó xuống nhiều nè. Nhưng mà ban đêm thì nó hay đau, hay nhức. Thì bác sĩ cũng nói mà mới mổ thì làm sao mà nó không nhức được. Rồi cố chịu mà uống thuốc giảm đau nhiều quá thì hại bao tử. Đúng rồi. Không cho uống. Không phải lạm dụng cái thuốc giảm đau nhiều mà đó. Tốt đâu. Thì mình chịu đựng được thì mình chịu đựng ha. Cố chịu, bác sĩ nói vậy. Cố mấy đêm nay cố suốt thức 12 giờ bắt đầu đến 3-4 giờ sáng. Ok rồi, cho như thế này giờ đá bóng được rồi, cứ mời chú anh chị ơi. Đá bóng suốt đá rồi. Là này là đá bóng dùm á. Suốt ra luôn. Đá bóng dùm, đá bạ ban đêm á. Trời ơi, đá tuyệt đối là cấm ba cái vấn đề đó nha. Bây giờ là chân mổ là cái đó là người ta kiên cử lắm á nha. Bác sĩ là đúng không? Bác sĩ nói là nếu mãi nữa là cứ dục cái giò luôn á. Đúng chưa? Dạ. À, có thèm cũng ráng phải chịu. Có mà. Mầm men rồi đó, nó phát rồi coi như là cứ luôn á. Xong rồi dục luôn á, khỏi luôn. Thèm phải cố á. Thèm phải cố á. Để khi nào tao khỏe là tao làm bù á. Đó. Chính này là xong rồi này là đẻ luôn thôi. Đẻ luôn. Nhưng mà cũng phải 6 tháng sau. Nhìn vậy đó. Chứ mà để mà đã được cái xương này á. Bác sĩ nói là một tháng sau tới khám. Một tháng cái sau tài, tới khám. Cái tài. Mà muốn đã được cái chân này là phải tầm cỡ vài tháng. Đúng rồi, bác sĩ nói 6 tháng. 6 tháng nhưng mà nếu mà đi trong vòng 2 năm là quay lên mẫu lấy ốc ra. 2 năm đúng không? Đúng rồi. Thì đó là cái dự định của người ta, nhưng mà về quan trọng là anh bảo trì bảo quản nó như thế nào. Chứ nhiều như ca như trường hợp như cảnh đó là về là nó bung inox ra đấy. Nó bung nẹp ra đó. Giống như cảnh là cái này nè, nó bung nẹp ra, cứ mà chứ vậy nó đâm loài ra đùi luôn. Chắc là đi sớm. Nó đi nhiều quá, với lại nó không có chịu tái khám, nó không có chịu bảo quản. Đúng rồi. Rồi bắt đầu nó mới bị ra thì lần sau thì em xuống là bắt đầu họ mới mổ ra là cái xương nó muốn mục hết luôn. Đó. Thì mới cứu nó, bây giờ là cũng ổn lại rồi đó. Nên là cũng hết sức cẩn thận chứ không phải nhìn vậy mà về mình chủ quan rồi bắt đầu là
nên sau nó bị lại là rất là khó cứu. Đúng rồi, bác sĩ nói mà. Ừ. Kỹ mà tốt hơn là kỹ rất chết. Là khó. Đúng rồi. Rồi chị Truyền, chắc mấy ngày hôm nay là vui lắm đó ha. À. Cảm giác là hưng phấn rồi, ở trong đây có mệt mỏi lắm không chị? Cũng nói lực là mổ xong là chị điện cho em liền, xong là thấy em chắc đi quay gì đó, chị không có ấy nữa, nhưng ổng mổ xong nằm trong cái lạnh đó, là một đêm đó sáng mai đẩy xuống đây phòng hồi sức. Dạ, sau đó đẩy xuống đây cũng giờ đó cũng 7-8 giờ sáng. Truyền nhiều máu không anh Thuận? Có hai bịch, có hai bịch à? Hai bịch máu, hai bịch mà 2.6 triệu. 2.6 triệu là sao? 2.6 triệu nó bắt mình đóng tiền máu vào để khi mổ. Mua đó 2.6 triệu. Mua máu để mổ mà nó nói là máu của anh là máu ô, không ở đây không có, nó về thành phố nó mua. À, tức là anh là máu ô, máu hiếm, máu hiếm. Và trong bệnh viện này là không có. Dạ, dạ. Cho nên là phải đi mua riêng ở ngoài. Mua thành phố. Rồi thì là họ thu tiền thêm của anh hả? Thu tiền 2.6 triệu. À, thì là đúng rồi, tại vì họ phải đi mua thêm ở ngoài. Cho nên là cái tiền mà em đóng tạm ứng vào đây 50 triệu á, là họ không có dùng cái tiền đó, tại vì đóng vô đây là chỉ sử dụng trong bệnh viện này thôi. Còn đi mua máu là họ thu thêm để đóng riêng. Đúng rồi, 5 triệu đóng. À, rồi tiền bữa đó ở đâu ra mà sao không báo em? Hả? Tiền lấy đâu ra mà đóng? Bữa đó, còn 4 bữa em hỏi chị còn hôm đó mà còn 2 triệu mấy đó. À, rồi bỏ ra lấy luôn đi chứ nó đâu có mổ đâu á. Em truyền máu mình mua liền cho nó mổ. Bữa hôm còn 4 triệu mấy, 4 triệu 3. 4 triệu 3 thì đóng hết 2.6 triệu. Đi vô mua cái kia luôn, mua đó luôn. Chụp cái này là nó kêu lấy phim này đóng cho nó 150 triệu. À, là lên chụp lại phim này tiếp ha. Dạ. Khi mà mổ xong là chụp lại. Dạ, chụp lại, dạ, đóng 150 triệu nữa. Dạ. À, thì những cái nào mà nó riêng ngoài cái danh mục mà em đóng tạm ứng đó, thì họ sẽ thu thêm. Dạ. À, đúng rồi. Ờ, thì cũng may là hôm bữa là còn tiền. Dạ. Thế là đóng xong thì còn lại được triệu mấy, là ăn uống được có đủ mấy ngày hôm nay không vậy? Thì mới vừa hết. Vừa xong hết luôn. À, mới vừa hết thì lại thấy em xuống rồi lại sống lại rồi ha. Chiều nay đói. À. Nói chung là đóng hết vô viện phí rồi, giờ tiền ở đâu mà ăn ở đây nè chứ. Giờ ăn mì gói đi. Bây giờ tiền đâu mà ăn? Dạ, ăn mì gói. Ăn mì gói. Anh mà ăn mì gói là coi như cũng làm mũ được cưa luôn chân anh luôn. Chứ bây giờ không có tiền lấy gì ăn anh chú. Hả? Không tiền rồi lấy gì ăn nhịn luôn đi. Giờ có xích chứ. Tối ăn cháo lưỡi đi bà. Cháo lưỡi không có nổi đâu. Ông nằm bên đó hả chị? Ông bên đó, ông đó là chị nằm bên đây chứ trời ơi chết luôn á. Anh này nằm kế bên giường mà nghe la quá, ông mở cửa ông đi ra ngoài đường ông đứng. Là đau quá anh la đó. Đau quá, nhức cũng la quá trời luôn, ông nhức cũng lên dữ lắm á lực rồi. Chị nói là phải cố lên, phải ráng, phải chịu thôi. Đỡ không mổ, mổ. Vậy là phòng này hôm nay còn có một người đó hả? Còn hai người đó. Hai người, ông đó ông lát, ông chiều ông về nữa. À, chiều người xuất hiện đây ha? Dạ. À, cái chú ông bữa đó. Dạ. Thêm một người mới vô, nói chung là cứ về rồi lại vô rồi lại về. Nói chung là tùm lum tà la hết. Anh Xuân này thì không biết rằng là với tình hình là đang đau như thế này thì em nghĩ chắc cũng phải qua tuần sau. Đâu bác sĩ qua nói không? Bác sĩ nói nửa tháng nữa. Nửa tháng nữa mới được về đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà họ nói vậy đó. Nhưng mà có khả năng mà anh tiến triển tốt đó là khoảng tuần nữa là anh được ra. Ở đó thôi chứ không có lô đâu. Rồi nói 10 ngày đó, nói 10 ngày nhưng mà nói vậy. Trong thời gian này bác sĩ nói cấm cho xuống giường mà. Ừ. Không cho đi tới lui động. Đi tới đi lui động, với lại anh vô nhà vệ sinh đồ này kia nó sẽ rất là dơ bẩn, vi khuẩn, virus nó bám vô nó sẽ nhiễm trùng. Không cho xuống, không cho xuống. Thì bác sĩ dặn như thế nào thì làm theo như vậy ha. Đúng rồi. Đừng có cãi lời mà đến khi nó xảy ra chuyện cái lời chết không ai chịu trách nhiệm đâu. Chị nói ổng vậy đó, nếu mãi nữa là lực nó bỏ luôn á, một lần nó cứu rồi là mừng rồi, là muốn nữa hả thì là bỏ luôn. Ừ. Lực tàn bỏ luôn rồi, chị cũng bỏ luôn, Truyền cũng bỏ luôn á. Tiền đi ông khác luôn á. Mất cả chị lẫn trai luôn. Đi theo ông bà luôn. Rồi lúc đó đi theo ông bà thôi. Đi theo ông bà. Đó. Ông bà nào mà chứa cái chân anh ấy, ông bà nào mà chứa cái chân. Ông bà đi sang bên kia thế giới rồi. À. Cười rất tươi. Tươi, có hoa quả rồi. Hoa quả rồi. Hoa quả đồ mùa đấy.
Rồi em hỏi, có nhiều người hỏi thì sao mà anh mới có bấy nhiêu tuổi mà sao anh rụng hết răng rồi? Thì xưa ăn bánh kẹo nhiều á. Ăn bánh kẹo nhiều là sâu răng á ha. Sâu răng. Ừ, tưởng lo thương mấy bà nhiều quá rồi. Bây giờ hay uống đá. Mà là không phải là bệnh lý mà đó là cho sâu ha. Sâu. Ừ. Uống đá nhân bánh kẹo. Đó, thì tình hình là như vậy là đã ổn. Nhưng quan trọng bây giờ là tiền nong để mà ở đây là chăm sóc vết thương rồi này kia. Không biết là bên phía bệnh viện đó họ tạm ứng của mình như vậy là tổng là mình đã chi ra cho bệnh viện là 52 triệu mấy trăm rồi. 57 rồi chứ. Mình mua máu rồi 57. Đâu, bữa em đóng có 50 à. 50 với 3 triệu mấy mình mới vào. À đúng rồi. 3 triệu mấy là tiền xét nghiệm máu với tiền này kia là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi với anh đóng 2 triệu 6 với cái phim 2 triệu 7 50 nữa. Là gần 57 rồi. 57 rồi. Mua cái này nè mà nó chị nói lượt nghe là mua cái đồ để chân á, ấy chân á, bó chân cái đó đó em. Cái này ha. Dạ, mà nhưng mà bỏ lại nó nhưng mà nó tính cái máu thôi à. Cái này dài nữa nè. Cái này tính chung với máu ha. Dạ. Mà phải kỷ niệm cho mình cái này đó. Là ba là 2 triệu 6 cái này mấy trăm nữa là ba là như là nó tính là tính cái kia thôi, nó không tính cái này em. Tính cái máu thôi, không tính, máu cái này. Rồi, nó không tính là họ khuyến mãi cho thêm cái này. Dạ. Để về mình bọc chân, nhưng bây giờ đã bọc được chưa hay là chưa? Dạ, không, bác sĩ nó hỏi không luôn, nữa. Bỏ luôn. Không cần ha. Dạ. Không cần. Để mổ rồi là không cần nữa. Từ lúc chưa mổ là nó sợ nó bẻ cái chân mình sang đây là khi đi mổ không có để đứng lên đó, để đứng lên. Thì bây giờ cái nó mới nẹp cho đứng lên vậy. Để đứng thì cua lên cua xuống không đau rồi đó. À, đi ấy nữa rồi, tờ sáng này đi tập đấy luôn rồi đó. Sáng đi tập trị liệu à. Tập trị liệu rồi ha. Dạ, tập đẩy xuống đây nè. Đẩy xuống đây. Tập trị liệu 2 ngày. Ừ, đẩy lên được rồi. Tập lên tập xuống rồi với về nhà bác sĩ cũng kêu tự tập nè. Tập co lên co xuống nè. Co để cho nó giãn gân á. Nó tập dạng nhiều cơ. lâu tập chút vậy đó tập cứ là cách ngày 2 ngày vậy đó, cách ngày là 15 cái thì nó không nhiều, ít thôi, cứ tập ít cho ấy thôi chứ tập nhiều quá nó lại động nó sưng. Rồi thì cái số tiền nó là như vậy, mong biết là khi mà còn dư hay là thiếu gì trong đó nữa đây thì mình cũng chưa nắm bắt được đây nè, mà em mà sợ thiếu không biết tiền ở đâu ra, tại vì cô bác hỗ trợ về cho anh chị là chỉ có bấy nhiêu đó là đặt hết vô trong cái bệnh viện này rồi, mình đóng tạm ứng hết rồi, mà em còn trích cả quỹ của em ra rồi chứ mới có đấy, chứ không có là cũng không đủ đâu. Còn bây giờ đang âm của em là 3,5 triệu nữa ha. Đúng rồi, yeah. Đúng rồi, đang âm còn được tàn 3,5 triệu nữa. Cái lúc mà em đóng đầu tiên đầu đó thì đó lúc đó em chở hai chồng chị vô đó là em ứng ra 3,7 triệu đó. Thì hôm bữa lên á thì bên phía chị Kim Bính á là chị cũng hỗ trợ cho mình 500 hôm trước rồi, nhưng mà hôm sau về thấy quay clip thì cũng thấy tội quá là chị gửi về thêm cho mình là 500 nữa. Dạ. Là chị cũng thương hai vợ chồng anh chị lắm á. Dạ. Nên là chị hỗ trợ thêm cho mình 500. Dạ. Rồi có thêm một mạnh thường quân nữa, đó là cô Lý ở phường 4 quận 5 cũng gửi về cho mình với số tiền là 2 triệu. Dạ. Đó, là cô cũng thương, cô cũng quan tâm và gửi về thêm cho mình 2 triệu nữa. Dạ. Thì tổng từ cái ngày đó đến giờ thì em mới nhận lại cho anh chị với được cái số tiền là còn 2,5 triệu nữa. Tức là những mạnh thường quân khác đóng hết vô trong bệnh viện rồi. Dạ. Đó là 50 triệu hôm bữa với lại này kia ha. Thì bữa nay là đây là em nhận thêm được 2,5 triệu nữa thì coi như đang âm của em mất 1 triệu nữa. Giờ tiền đâu anh? Hả? Cô nhìn đi sao? Nhịn luôn đi ha. Nhịn luôn. Nhịn nổi không? Nói kêu chứ. Chà. Đang âm tiền của Lực Tàng đấy. Tiếng bảo chú chị mà Lực Tàng vừa nhận được bên phía cô Lý với lại bên phía chị Kim Đính á. Là được có 2,5 triệu đây. Thôi bây giờ thì cũng chấp nhận thôi chứ giờ làm sao. Dạ. Đã lỡ đâm lao rồi thì theo lao thì cứ trích cái tiền này ra để gửi cho anh chị thêm đó vài đồng để mà ăn cơm trước đi, chứ giờ không có tiền thì lấy đâu mà ăn cơm, nói chứ ai mà để cho anh chị đói, đúng không? Dạ. Là hết sạch rồi đó ha. Dạ. Dạ. Giờ mỗi tiền mổ xong mà không có cơm ăn thì cũng chết. Bà Hâm á chứ, bà nói
không chịu mua máu thì phải ráng làm 2-3 bữa nữa. Đó, phải ấy ra mua mua máu chị. Phải có máu người ta mới mổ chứ không dạ. Có máu sao người ta mổ được. Dạ, dạ. Bởi vậy thấy vậy thôi nhín tiền ăn đưa luôn cho đi mổ luôn. Rồi, thì cái chuyện đó tí nữa thôi, nói chút nữa em đưa cho lấy 1 triệu, 2 triệu rưỡi gì đó rồi cầm đây mà ăn ha. Dạ. Chứ đâu có nỡ để cho anh chị mình đói. Rồi em cũng nói như thế này về cái vấn đề sau khi mà xuất viện ra thì là anh chị có xác định là ở lại đây không hay là về trên nhà? Không mà chị không có ở đó. Là chủ nhà người ta xác định người ta không cho mình ở đó nữa rồi đó. Bây giờ là tính cái phương án như thế nào để quý ông bà chú anh chị? Thì hôm qua Tàng cũng có liên hệ với lại bên phía Tỷ Thiên Thần. Thì Tỷ hỏi là anh chị là có chắc chắn là có muốn ở xác định ở dưới khu vực Đồng Nai này gần 7B để mà mưu sinh hay không. Thì chị sẽ lên cái phương án để chị trợ giúp. Tức là chị đã cứu chân mình rồi đó. Là 10 mấy triệu của chị rồi đó. Mà bây giờ chị còn nói là thấy có duyên với anh chị. Đặc biệt là cái tính cách của hai anh chị là giống như tính cách của của chị á, nên là có muốn hỗ trợ thì em đã nhờ một người thần cảnh á, là bên phía chàng trai Hiếu Thảo đó, kiếm bảo chú chị nó cũng kiếm được một cái phòng ở trong cái khu vực đó rồi, và hôm qua nó báo với Lực Tàng là cái phòng đó cũng khá là đẹp, mà bên đó họ đòi là 1.2 triệu một tháng, 1.2 triệu một tháng. Thì nghĩ là nếu như mà cái khu vực đó thì phòng 1.2 triệu thì anh chị thấy ổn không? Dạ. Có đủ để mai mốt ví dụ như mà xoay sở để mà đi làm mà trả được tiền phòng không? Dạ. Được là được đó. Lực. Được ha. Dạ dạ. Dạ. Tháng 5 này chị đi làm rồi. Tháng 5 là đi làm, là đi làm mấy tháng xong mới về thăm chồng đó. Tháng diện lần, tháng về lần. Là lĩnh lương là về đó. Dạ dạ. Vậy là cũng ổn đó ha. Dạ. Thì trước mắt thì em sẽ vô đó em làm việc, nếu mà em sắp xếp được phòng thì em sẽ dùng tiền của Tỷ Thiên Thần, em sẽ đặt cọc trước cái phòng đó cho anh chị ha. Dạ. Trước mắt là chị Thiên Thần chỉ sẽ giúp cho anh chị thêm một hai tháng đầu để có cái chỗ ở trước, rồi kiếm được cái phòng như vậy là cũng mừng rồi. Dạ. Thì ở gần cái bệnh viện nữa, là đi mà ví dụ mai mốt về có tái khám rồi này kia là chạy qua đây nó rất là gần. Dạ, dạ, dạ. Chứ anh không về không phải là xong liền đâu nha. Một tháng gì anh về mà bị đau á, rồi nhức hay này kia là không chịu được là cũng phải chạy qua đây liền á, chứ không phải là một tháng sau, là họ nói một tháng là một tháng sau mới vô đâu, nó còn rất là nhiều cái vấn đề. Thì bây giờ anh bị như vậy, ông kiếm cái phòng trọ cho nó sạch sẽ, nó gọn gàng và nó vệ sinh quý bảo chú gì để anh ở nó không bị nhiễm trùng. Thì em cũng đã sắp xếp và tính toán cho nhân vật một cách rất là kỹ càng và liên hệ với lại chị Thiên Thần rồi ha. Thì cái vấn đề đó thì em sẽ xem xét chút nữa, em vô để em coi như thế nào được thì em sẽ báo với chị. Dạ. Rồi chị mà đã xác định như vậy rồi thì một mình chị về trên nhà. Dạ. Chị thuê một cái xe rồi chị dọn đồ xuống phòng đó có được không? Dạ được. Được ha. Dạ. Anh Thuận, anh Xuân có xác nhận là chị có thể chuyển phòng từ trên về đây được không? Được, nhưng mà sợ không nhớ đường đi lên đây. Đường thì có tài xế người ta chỉ, xe thì chỉ liên hệ với em gửi định vị qua Zalo là họ đi thôi. Anh hiểu không? Cái đường ở đây mình nói là xe tải vào được không? Thì xe vào được mà. Được. Nhà anh trên đó thì có phải cần một cái xe bự bự chút. Có xe tải mà. Có người quen đúng không? Có. Vậy thì ok rồi. Vậy thì chị bảo người ta liên hệ với em cái số điện thoại của em chỉ đường cho. Dạ dạ. Thì bây giờ anh đang nằm ở trong đây nè. Nếu như em thuê được phòng thì em báo thì chị cứ chuyển về đi. Dạ, tranh dạ. thủ thời gian để chị về chị sắp xếp phòng. Dạ. Đúng không? Chứ dạ. ở đây chi nhiều. Dạ. Trời ơi, đến giờ anh thì vô chăm ông thôi, chứ còn không mình về phòng mình lo phòng xong xuôi rồi để đến ngày là rước chàng về Vinh. Dạ. Đúng không? Dạ. Cũng không sát đâu, đi cũng phải bắt đáp đi đó. Chứ cũng không sát đâu. Cũng gần đây cũng vài ba cây số, không lẽ đi bộ. Khoảng 5 km thì cũng phải đi xe ráp chứ không đi bộ làm sao đi. Đúng không? Dạ. Ra thì đi một lần hai lần nhớ đường rồi bắt đầu bảo ráp người ta chở vô đó, mà mình vô đó chủ yếu là sắp xếp ban đầu. Dạ. Bây giờ là chuyển phòng từ trên nhà xuống, đó là cho vô hết trong phòng. Dạ. Rồi chị từ từ chị sắp xếp cho nó gọn gàng ở trong phòng. Dạ. Đúng không? Dạ.
Rồi khi anh ra là về là anh có cái chỗ ở thôi. Dạ. Ở trên nó có cái giường đúng không? Nhưng mà cái giường đó là của chủ nó lấy lại, nó không có... Chủ lấy lại à? Dạ. Nó lại. Bỏ của nó, dạ. Bỏ lắc cái giường đó rồi về nằm tạm rồi dạ, em sẽ tính sau. Dạ, dạ, dạ. Những cái gì lấy được thì lấy, mà không lấy được đem vứt hết đi nha chị dạ, nha. Dạ, chứ dạ. Đừng có mang xuống lằng nhằng tại phòng trọ, nó nhỏ chứ không giống như phòng này kia mất công về trưng bày không ấy rồi nó lộn hết cái phòng nó lên ha. Dạ, dạ. Xuống đây hy vọng là quý ông bà cô chú anh chị nhìn thấy mà khổ khổ thì quý ông bà cô chú anh chị hỗ trợ cho những cái vấn đề mà còn thiếu trong phòng. Chứ đừng có than mà mang cả cái bát bể hay là cái dĩa rách xuống đây là loạn hết dưới đây đó nha. Dạ dạ. Ừ. Trước tiên là như vậy thì em thông báo cho anh chị như vậy trước đi. Tại vì chiều nay em mới vô trong cái xóm đó em coi cái phòng đã. Được thì em mới thuê. Dạ dạ. Còn không nữa thì phải đi kiếm chỗ khác. Dạ. À, nói chung là em kiếm làm sao em gần khu vực này để giải quyết cho anh chị một cách nó gọn gàng. Ha. Đó. Thì cũng tính như vậy đó, quý ông bà chú anh chị ha, cũng thông báo với tỷ thiên thần trước như vậy để em cũng làm hết sức để mà hỗ trợ cho nhân vật, chứ bây giờ anh chị là ông phòng trọ chủ trọ trên người ta không cho rồi. Yeah. Mà mổ xong mà về trên rồi khi lên mỗi lần mà tái khám này khi xuống đây thì đâu có được. Cho nên là phải bắt buộc phải ở đây đi. Để mà có cái phương án rồi này kia. Rồi thì bây giờ là phòng trọ cứ để đó em tính ha. Yeah. Còn tiền à thì em mới nhận được 2,5 triệu. Rồi coi như là tiền nợ thì vẫn cứ nợ em đi. Còn 2,5 triệu này thì em vẫn cầm cho anh chị, và bữa nay em đưa cho chị là 1,5 triệu. Để cầm đây nè, chi phí ăn uống rồi này kia nè. Ha. Rồi chắc có lẽ là một không biết là một chuyến xe ở trên nó chở xuống đây đồ đạc thì hết nhiêu tiền đó. Triệu mấy ha. Rồi thì cứ kêu đi xuống dưới đây rồi em sẽ dùng tiền của em trả tiền xe cho người ta. Còn tiền này thì dùng đây để ăn uống tẩm bổ cho anh vô nha, nói vậy là tẩm bổ chứ đừng cho ông ăn mì tôm này kia rồi mà đừng cho ăn cá biển. Dạ. Thì không có. Dạ. Bác sĩ bảo anh cái gì thì mình ăn cái đó. Dạ, dạ. Nghe theo lời bác sĩ giúp em ha. Dạ. Chứ khó khăn lắm mới cứu được anh đó, để mà nó xảy ra chuyện gì là tiền bạc thì cũng đang eo hẹp không có ai cho nữa đâu. Dạ. Đó. Sắp xếp như vậy đó rồi về đào cả một bầu trời khó khăn phía sau nữa. Vô phòng trọ đó rồi chị cũng phải đi làm mãi một tháng sau mới có tiền để mà ăn uống. Ở trên nó còn gạo thóc còn này kia cái gì không? Dạ còn, con. Gạo còn. Dạ. Quan trọng là tiền mua đồ ăn thức uống rồi ha. Dạ dạ. Phòng trọ thì có tỷ thiên thần tỷ lo tỷ hỗ trợ cho rồi. Để coi có ai hỗ trợ thêm cái gì nữa không thì em báo em giúp cho. Dạ dạ. Bây giờ phải giang tay ra để mà cứu họ chứ giờ biết sao, mà hy vọng nữa là bên phía bệnh viện họ thu tiền 50 triệu đó mà đang còn dư cho lực tàng chức đỉnh để còn có tiền kinh phí để mà chi ra. Chứ còn nếu mà thiếu nữa thì chắc có lẽ là phải la làng mạnh nữa đó, cũng vào của chúng chị. Chứ không có lấy tiền đâu ra mà đập vô bệnh viện. Đó, trước tiên là phải thanh toán tiền viện phí cho xong xuôi đi, ổn thỏa đi rồi ra khỏi viện, muốn làm gì làm. Dạ. Đó, căng lắm đó chứ không phải đơn giản đâu. Rồi thì cảm ơn bên phía cô Lý với lại chị Kim Đính đi. Vâng, xin cảm ơn cô Lý với lại... Nói to lên. Cảm ơn cô Lý với lại... chị Kim Đính. Chị Kim Lính. Kim Tính. Không biết cái gì em cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thì ngày nay cô Lý với chị Kim Tính lại là cứu anh thêm một pha nữa đó. Chị Kim Lý và chị Kim Tính đã giúp em trong thời gian cũng như là khó khăn này. Em cũng biết nói sao, xin cảm ơn hai chị nhiều. Đó, trước mắt quý bà của chú anh chị là một hình ảnh, một nhân vật là tàn tạ, phải nói đến là nặng nhất đó quý bà chú anh chị. Mà trong nhân vật của lực tàng cứu đó là gãy cả tay cả chân. Thì cơ bản bước ban đầu là cái công sức của quý bà cô chú anh chị hỗ trợ cho anh chị ấy đã có một cái kết quả như mong đợi. Đó là thực hiện được ca phẫu thuật một cách thành công mỹ mãn. Và hiện tại bây giờ thì đang trên đà hồi phục rất là nhanh chóng. Tại vì sức khỏe của anh Xuân ở đây là rất là ổn. Đó, nếu như mà không bị gãy tay gãy chân thì có thể là vật được cả trâu đúng không? Nhưng mà bị cái là bây giờ là yếu đuối hơn phụ nữ, để cho chị truyền phải chăm sóc đồ này kia thì có lẽ rằng là mọi chuyện nó cũng sẽ diễn ra tốt đẹp. Khi bước đầu thì rất là nhiều những cái câu chuyện khúc mắc trong gia đình xảy ra. Bên phía chị gái của anh á thì đã nhắn tin cho em và cảm ơn em rất là nhiều. Khi mà thấy anh được em đóng tiền vô phẫu thuật thì chị ấy cũng nhắn tin và cảm ơn cũng như là gọi điện. Có quay về mà, quay về cho chị nhìn thấy mà. Chị nhìn thấy.
chị nhìn thấy và chị coi, chị biết được là hôm bữa em có nói về cái vấn đề mà chị ghi âm là cũng bị chỉ trích. Đã nhưng mà chị rồi. Cũng nói là không cần phải biết cái gì hết. Quan trọng nhất là em của chị là được cứu và gửi lời cảm ơn đến lực tàng cũng như là tất cả các quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã hỗ trợ đồng hành để cứu em của chị. Đó là chị Tuyết đó. Yeah. Chị có nhắn em như vậy thì em cũng thông báo lên cho quý ông bà của chú anh chị nắm bắt. Đó, thì đây là niềm vui. Và đây là thực sự rằng là chỉ mong ước nó là như vậy thôi nha quý ông bà của chú anh chị. Những nhân vật mà được vào bệnh viện Đại B này thì hoàn thành. Rồi sau đó là còn một cái cuộc sống phía sau, nếu như có duyên thì lực tàng sẽ tiếp tục hỗ trợ. Còn không duyên thì lực tàng sẽ chia tay nhân vật và họ cũng đã thoát khỏi cái lúc ngặt. Họ về cuộc sống nghèo, từ từ họ phấn đấu, họ sẽ làm ăn lên nha quý ông bà của chú anh chị nha. Đó thì ngày hôm nay anh chị cứ cố gắng ở đây nha. Có gì thì chị truyền với lại anh Xuân đã tiếp tục liên hệ với em ha. Vâng. Lực tàng còn đang phải làm việc để đưa một bệnh nhân vô đây để làm bạn với anh Xuân ngày hôm nay nữa nè, là cũng bị gãy cái xương vai, là quê ở An Giang, 45 tuổi. Thì hai vợ chồng đang ngồi chờ lực tàng ngoài kia để đến giờ hành chính lực tàng sẽ đưa vào trong khoa chấn thương chỉnh hình để gặp các bác sĩ đưa phim ảnh để giải cứu luôn vợ chồng anh ấy nha quý ông bà của chú anh chị nha. Rồi thì có lẽ rằng clip về anh Xuân chị truyền ngày hôm nay lực tàng cập nhật như vậy thì quý ông bà cô chú anh chị sẽ rất là vui, và cũng mong quý ông bà cô chú anh chị là nhấn cho lực tàng nút like, chia sẻ và đăng ký kênh, bình luận ở bên dưới cầu chúc cho anh Xuân nhanh chóng phục hồi để trở về cuộc sống bình thường trong thời gian sắp tới nha quý ông bà cô chú anh chị. Lời cuối lực tàng xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị và chúc cho quý ông bà cô chú anh chị trong kênh là luôn có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cuộc sống ạ. Rồi đến đây clip xin phép tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Ok. Dạ thì lực tàng cũng xin phép quảng cáo những sản phẩm mà lực tàng đang bán trên kênh nha quý ông bà cô chú anh chị. Dầu thảo mộc 5-trong-1 thương hiệu của Airpole, nó sẽ có tác dụng là chống gãy rụng tóc, phục hồi hư tổn, giúp tóc khỏe hơn và chống bạc tóc, trị nấm mốc, ngứa da đầu và cũng như là trị gầu luôn nha quý ông bà cô chú anh chị. Thì quý ông bà cô chú anh chị nào mà có vấn đề về tóc cũng như da đầu thì hãy mua cái dầu thảo mộc 5-trong-1 thương hiệu của Airpole của lực tàng về sử dụng. Thì cái giá thành của chai dầu gội này là 260.000 và tổng dung tích của nó là 300ml nha quý ông bà cô chú anh chị. Thì bên cạnh dầu gội đầu thảo mộc 5-trong-1 thương hiệu Airpole thì lực tàng cũng đang bán là thực phẩm bổ sung giảm cân của Neolim. Thì cái này là 15 gói một hộp như thế này nha quý ông bà cô chú anh chị. Những ai mà gặp vấn đề về vòng eo cũng như là cái lượng ký của mình nó quá sức tưởng tượng thì có thể mua cái sản phẩm của lực tàng để sử dụng. Một hộp như thế này là 15 gói và mỗi gói như vậy là trọng lượng là 20ml nha quý ông bà cô chú anh chị. Nó sẽ có một cái gói uống rất là dễ để cho quý ông bà cô chú anh chị sử dụng. Chỉ cần khui gói ra và uống trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn, nó sẽ giúp cho quý ông bà cô chú anh chị là có một cái vòng eo con ong, một vòng eo con kín cực kỳ tuyệt vời luôn nha quý ông bà cô chú anh chị. Và bên cạnh đó thì đi chung với cái hộp này thì lực tàng có khuyến mãi cho quý ông bà cô chú anh chị là một cái hộp nhỏ này, là sản phẩm này là khóa cân nha quý ông bà cô chú anh chị. Uống chung với lại cái thực phẩm bổ sung này thì sẽ giúp cho quý ông bà cô chú anh chị giảm cân rất là tuyệt vời luôn. Một hộp như thế này thì 15 gói và quý ông bà cô chú anh chị là uống được 15 ngày và khối lượng tịnh của cái hộp này là 300ml luôn. Và số tiền là 500.000 một hộp nha quý ông bà cô chú anh chị nha. Quý ông bà cô chú anh chị nào mà có vấn đề về tóc, về số lượng cân thì có thể liên hệ với lực tàng, ủng hộ lực tàng mua những sản phẩm này về để sử dụng. Đảm bảo với tất cả quý ông bà cô chú anh chị, sản phẩm này là sản phẩm của công ty cung cấp cho nên là nó rất là an toàn. Quý ông bà cô chú anh chị cứ yên tâm về sử dụng. Và chất lượng thì lực tàng đảm bảo với quý ông bà cô chú anh chị là rất là tuyệt vời luôn nha quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì rất mong quý ông bà cô chú anh chị ủng hộ lực tàng, gọi điện số trên màn hình để đặt hàng. Lực tàng sẽ ship hàng và giao hàng toàn quốc ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người.